tất cả các bạn nhá. Anh em mình đang tiếp tục cuộc hành trình lên trên nhà em Trần. Đó, em Báo nhá, em Trần em Báo đang mưa nhá. Ôi, đồ ơi. Đấy, mưa nhá, lại cái áo mưa hôm qua nhá. Đấy, hôm qua cố giữ về để giữ lại cái áo mưa này. Đấy, mưa lắm các bạn ạ. Đang mấy ngày nay Hà Giang cứ chiều đến là mưa, đêm về là mưa, mưa rất là to. Trận này chưa qua, trận khác lại tới, mưa cứ dồn dập luôn. Đấy. Đang lên nhà em Trần nhá, trao cái quà đấy nhá, thùng quà đó, to bằng như này. Đó. Mưa to lắm các bạn ạ. Giờ các bạn cùng mình lên trên đó nhá. Giờ nó mưa đi nó cứ tạt vào mắt vào mặt này. Đây nhá. Bây giờ thì mình đã đến bản của nhà em Báo rồi. Trời mưa nhưng may lên đây giờ nó tạnh rồi. Đấy, Báo ở ước đang vác đồ dưới này. Thì mình chạy lên trước. Hôm nay là không phải riêng cái đồ này vào cho nhà em Trần, chị em nhà Hà Phương, mà giới thiệu qua cho các bạn biết một tin rất là sốc đấy. À, mà rất là bất ngờ cho chị em nhà Hà Phương này. Có nghĩa là anh Ba đấy. À, cũng rất lâu rồi các bạn nên biết là cứ anh Ba điện về cho thắng cuộc nào thì đều là có những cái tin vui. Anh gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người hôm vừa rồi đã điện cho thắng, quan tâm hỏi về sức khỏe của anh ấy. Tại vì là cái hôm mà thắng nói là anh ấy sức khỏe rất là nặng ấy, thì anh ấy nói rằng là bây giờ anh ấy sức khỏe đã tạm ổn rồi nên mọi người không phải lo nữa. Đó, và anh cảm ơn mọi người đã hỏi thăm động viên đấy, cho anh ấy có một cái sức khỏe tốt. Thế nên là anh Ba đã có nói chuyện với thắng rằng là anh ấy quyết định tặng cho nhà Hà Phương hai chị em mỗi nhà một con bò đấy, và con trâu để nuôi với trị giá khoảng 15 triệu đấy. Thì bây giờ mình sẽ lên thông báo để cho làm chuồng và mua trâu bò. Bây giờ các bạn cùng mình tiếp tục lên nhà Hà Phương nhé. Đó. Rồi. Thằng ước đi chân đất à? Đồ này của cái một bác ấy gửi cho riêng nhà Hà Trần nhé. Đấy, còn bánh kẹo đây thì thắng mua đấy, lên cho bọn trẻ trên đó. Đội này khu vực nó đông trẻ con lắm đấy, lúc nào cũng phải túi to này, một hai kẹo mút không giải quyết gì đội này đâu. Tin rất là vui cho nhà Hà Phương hai chị em đấy, Trần và Điếc là hai anh em đồng hào, anh em cọc kèo rẻ. Trên này nhìn sang cái núi bên kia các bạn biết rồi, mây lúc nào cũng đẹp, hễ có mưa cái thì đẹp tuyệt vời. Ờ. Đấy, đẹp không, quá đẹp đi. Đấy, Trần vác hộ anh Báo đi. Thôi ước lấy kẹo bánh nhá cho con nhà Báo trước ở đây đi. À, từ từ chờ anh lấy bánh kẹo cho con nhà Báo á. Bọn đấy bọn nó bóc qua chia nhau đi, hai đứa đấy. Còn lên trên kia 10 đứa cơ mà. Còn cái con túi kia là bảo đó. Anh đi lên trên kia đây. Lợn thế nào Báo, mấy con đây? Bốn con đây. Đây. Ờ. Ăn tốt mà. Ăn tốt không? Ăn tốt đấy. Ừ. Đấy, hai con cái này ăn hết sạch. Có con này sợ nó không tranh được ăn với cả mấy con kia không? Hả? Nó hai con này thế nào? Ừ, con này như con trâu ấy này. Nhanh lớn đấy nhỉ, em nuôi mát tay đấy. Con này nhanh hơn này. Ừ, cái này nhìn cái da nó khác hẳn. Nguyên cám ngô đấy nhờ. Vâng. Đây, con này bé quá, khả năng nó không tranh được ăn với cả mấy con to rồi. Vâng, Báo á. Vâng, vâng. Hả? Nó không tranh được mấy. Thôi.
Đấy, đường này chờ mấy hôm nữa sẽ có đường, tại vì bây giờ các bạn biết mưa suối nước cứ lại dâng lên chảy xối xả luôn, nên là không thể qua được sông để ô tô nó chở đấy, để làm đường. Đấy, khó khăn về cái độ vật liệu ở đây lắm, tại vì là mưa như này, chỉ cần ở đây có thể không mưa nhưng mà đầu nguồn nó mưa thì cái suối cũng vẫn chảy to đấy. Thế thằng lên này trơn lắm các bạn, thằng đi thôi rồi, thằng ước nó bỏ đi chân đất nhỉ. Hôm trước thì anh hai anh có gửi lời hỏi thăm đến anh ba nhé, chúc sức khỏe đó. Thế là anh ba anh đã khỏe được đó. Thì bây giờ lên để cho hồi này làm chuồng trâu chuồng bò để tiến hành mua trâu mua bò cho nhà Trần với nhà Điếc. Đẹp chưa? Đó, tuyệt vời luôn. Bên kia mây đang phủ. Đấy, đằng kia đã hảnh nắng rồi anh nhờ. Đấy, đội kia nhìn thấy nó tha. Đấy, hơi sướng. Nhìn thấy kẹo, nhìn thấy anh. Úi giời, lực lượng trên này kinh khủng luôn. Nó tha. Đấy, thằng kia sướng. Đấy, thằng kia hôm nọ đi ra thành phố này. Đấy, hôm nọ tha. Đấy, đây, nó tha. Vào trong nhà đi, bóc cái này ra. Bảo bọn kia bên nhà Điếc sang đây. Gọi sang đây. Gọi vợ chồng nhà ấy sang đây. Giải chiếu đây em. Bố mẹ nó có nhà không? Bố mẹ bọn đội Điếc này này. Đây từ từ anh ước quay xoay cái ấy vào đây để anh xem tên nào. Xem của cái cô đấy tên là gì. Đây nhá, ghi rõ, từ từ xoay về đây. Đây, đến đây. Đây là của chị Nguyễn Thị Minh này. Đó, quay rõ đây nhá, ở Hà Nội nhá. Đó, còn ghi rõ ở đây là gửi cho đây này. Hà Trần nhá. Đấy, Hà Trần này. Báo này, nhà báo này. Người nhận là thắng này, chuyển giúp cho Hà Trần. Cái gì đây? Chỗ nhà báo. Ờ rồi, bóc qua đi. Trần lấy cái dao. À từ bóc bánh kẹo đây, Trần đi lấy ấy nhá. Mang bánh kẹo đây để cho đội nó tha. Nó tha. Vào đây, bảo đội này vào hết đây, vào đây. Vào đây. Báo dẫn vào đây. Giải hết ra đây, ước. Bây giờ cái này phát riêng anh ạ. Cái này phát riêng. Tao bóc cái này đi. Lực lượng đông mạnh thế. Hai bà vợ đi đâu hết rồi? Đi làm chưa về à? Thế nhà Điếc không qua nhà báo? Vợ ở nhà thôi gì? Đấy em chia cái bánh ấy luôn đi, cái bánh ấy nó không có cái túi bóng. Em chia cho mỗi đứa cái luôn. Ui vỡ hết rồi, đi đến đây vỡ hết rồi. Nó tha.
con nhà thằng Sùng lên chưa? Hả? Chưa. Thế gọi nó lên đấy cho nó còn cả bánh mì mấy kẹo kìa. Bảo nó ngồi xuống đất này này. À ngồi ngồi chiếu này. Ngồi ngồi đấy, ngồi ngồi đấy xong nó no đi. Bảo nó ăn cái thạch kia cẩn thận nhá. Thạch ấy. Đây nào, xem cái này của chị nào, xem là cái gì đây. Thôi, nuôi xuống. Ui dồi, nhiều quần áo thế. Quần áo cũ à? Phải không? Đừng 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 xé, đừng xé. Anh bảo dở ra. Dở những cái trong xem nó có cái gì nữa không. Nhiều thế. Nhiều thế. Ui dồi. Ui dồi. Cái gì đấy? Nhiều quần áo này, quần áo này. Ui dồi. Cái gì đấy? Vải à? Vải. Chăn. Chăn đâu mà chăn này, vải. Rồi, đấy thôi, cho vào ấy kia, cho lên giường kia. Đấy, cho đội trẻ con này no tha đi. Con nhà Sùng đâu, gọi chưa báo? Em cho ấy vào đây đi, cho quần ước xếp quần áo vào đây cho để lên kia cho chẩn. Xong xem mặc vừa bộ nào thì vừa, không thì cho hàng xóm nhá. Cái bộ nào nhà em mặc thấy mặc thì ấy nhá. Hôm nọ cho bao nhiêu quần áo rồi sao cứ mặc cái áo rách rách thế? Em ấy. Hôm nọ đi vác xi kìa. Vâng. Cái kia là đi vác xi với mặc cái kia. Hả? Đó là bẩn, bế bẩn này. Đấy, xem nó mặc được cái nào thì ấy, không không vừa thì cái nào thì cho hàng xóm xung quanh nhá. Cho những cái nhà dưới kia. Con đâu? Sao gọi lên đây cho nó ăn kẹo? Đi gọi đi. Chạy đi. Báo gọi rồi à? Báo gọi chưa? Chào anh Thán ạ. Chào nhá. Anh Quất ạ. Chào anh ạ. Rồi rồi. Bây giờ đi kệ bọn trẻ con ra đây anh nói chuyện như này một chút. Báo đi đâu rồi? Vã là như tắm mồ hôi. Trong nhà nóng thế nhở? Đây vừa mưa to vậy Trần. Con nhà Sùng nữa chưa lên. Này say say nó tha nó tha nhanh nhanh con Sùng. Đâu Hà ấy ra à, Phương ra anh bảo mấy cả nhà Trần hai nhà nhá. Đứng đây anh nói luôn là hai nhà là được hỗ trợ một mỗi nhà một con trâu trị giá khoảng 15 triệu đó thì của anh tên là anh Ba đấy thì anh vào đây anh thông báo cho bọn em để làm chuồng đấy, làm chuồng để nhốt trâu đấy hoặc nhốt bò đấy, trâu hoặc bò nhá. Đấy là trong cái trị giá bằng đấy, nhà nào muốn nuôi trâu hay nuôi bò thì là tùy đó. Chào người xinh đẹp nhất bản. Còn đâu là cái số tiền ấy thì hôm nào mua trâu xong vào thì anh sẽ trao cho nhá. Hoặc là nếu mà cần thiết thì báo sẽ là người đi tìm trâu cho anh giúp anh. Đấy, tìm bọn này nó mà không biết tìm chưa tìm được thì phải để cho báo tìm xong là anh với báo sẽ đi mua hoặc là dắt về hoặc là đội này phải tìm nhá. Tìm trâu hoặc tìm bò nhá. Nhưng bây giờ về bảo điếc là triển khai làm chuồng đi. Phải có chuồng thì mới mua trâu cho. Đấy, nhưng mà không có chuồng thì không mua cho, không buộc được ngoài trời đâu. Chết trâu đi là phí của tài sản của người ta cho giúp. Đấy, cái này là người ta cho thẳng luôn nhá. Đấy, chứ không phải là xong là nuôi 2-3 năm là quay cho nhà khác. Đấy, cái này là giúp thẳng luôn cho mỗi nhà một con trâu trị giá khoảng 15 triệu hoặc bò nhá. Tùy cho hai gia đình. Thì về thông báo cho điếc thế nhá. Bảo. Các anh ấy tên là anh Ba nhá. Nhưng mà phải gọi bằng chú.
đấy đấy là đây là thông báo cho vậy, thì để bọn em về triển khai làm luôn chuồng nhá. Khẩn trương đấy, cho bọn nó ăn kẹo ăn bánh rồi thì xong, đấy là anh thông báo cho bọn em biết. Còn quần áo đấy của nhà em thì không mặc được vừa thì sẽ bảo cho nhà khác nhá, chuyển được cho nhà nào nhà đấy, anh em những thứ họ hàng nhá. Đấy, nếu mặc không vừa hay như nào đó thì chuyển lại cho họ đấy. Nếu mình cảm thấy nó không vừa, đừng có vứt đi, nó phí, người ta cho lên đây đấy. Qua đây thì cái đợt này nó đang là dịch rồi nên là khả năng quần áo đồ đạc ở những cái khu vùng có dịch ấy chuyển về đó, ví dụ như Hà Nội hay những cái chỗ nào đó, thì có thể là Thắng sẽ không nhận. Qua dịch thì các bạn gửi đồ nhé. Đó đấy, gửi đồ thì Thắng có thể là nhận được đồ hết mùa dịch. Còn bây giờ đang dịch là những ở cái vùng đó thì là Thắng sẽ không nhận nữa. Nên các bác thông cảm cho vì một cái lý do như vậy để thông báo cho các bạn. Đấy, nên là báo là trách nhiệm đi quan sát nhé. Xem như nào nhé. Mai là đi tiến hành làm luôn chuồng đi nhá. Nhá. Xong là để tiến hành là đi bắt trâu bắt bò luôn nhá. Rồi bây giờ anh đi về đây nhá. Thế là thống nhất là như vậy nhá. Rồi. Đấy bảo là nhớ đi làm chuồng ngay nhá. Khẩn trương nhá. Báo nhá, dục nhá. Thôi là về thông báo lại cho Điếc nhá. Thông báo lại cho vợ nhá. Đi chọn trâu chọn bò đi nhá. Tìm con nào mình ưng mình thích nhá. Là trâu là mua trâu cái. Một đứa con trâu á? một con trâu về nuôi. Sau này nó có lo cho nhà hay không? Trâu đấy là trâu cái nhá. Chứ không phải mua trâu đực đâu nhá. Để thì nó mới sinh sản ra được. Đấy, nó mắn nó đẻ ra được con thì hoặc có bò nhá. Bò thì nó ăn ít cỏ hơn phải không? Nhưng mà thích nuôi trâu hay bò? Trâu. Đây thì có dễ nuôi hơn à? Đây cứ nuôi bò thì không có được. Bò không có bò giống á? Bò. Phải trâu thôi. Thế à? Rồi ok. Thế thì thống nhất là cứ đi tìm trâu đi nhá. Để mua nhá. Bên này chắc là phải đi tìm sao ông báo? Dạ ông cũng đi vào quan cắt thôn ạ. Khoảng như kiểu mua lợn á? Vâng. Thế thì dắt trâu làm sao mà chở được như chở lợn được? Phải dắt trâu từ cắt thôn vào bỏ thôi em. Ai dạ? Vâng. Xa thế cả? Cũng phải là như thế thôi anh ạ. Ai dạ? Thế chả hàng ngày mới cả ngày mới dắt được con trâu về đây à? Như thế. Nhưng mà có đi vừa dắt được gì? Được. Có thì là dắt được ngay thì ngày hai ngày cũng đi gì? Được rồi. Thế nhá. Cho này nó tha nhá. Thôi anh đi đây, về nhá. Nhớ nhá, làm chuồng khẩn trương nhá. Đi báo rồi. Thôi anh về đây. Chào nhá. Đấy là hai hộ đấy nhá. Sao? Bảo là hôm nào nên bác sĩ thì bảo hai vợ chồng. Hôm nào bốc xi đấy. Em chuẩn nó đã về rồi. Hôm bốc xi đấy. Hôm đấy anh về rồi là mới xuống à? Vâng. Báo muộn quá à? Nó khó nói thì biết chứ thì không biết chứ nó lại điếc gì? Nó không nghe được gì? Vâng. Rồi. Hôm nào bốc thì báo nó khác gọi, trưởng thôn khác gọi. Nhá. Anh báo nó biết chứ cho vừa hủy luôn vào máy cho vừa. Rồi nhắn tin đi. Thế lần sau là nó điếc thì phải nhắn tin thì nó mới xem được nhá. Chứ còn đừng có gọi điện mà điếc thì làm sao nó nghe được cái có ấy rung à, để rung à. Rồi nhá. Đây các bạn thấy đường bọn tôi về đang đi trơn nè, trơn lắm đây này. Đấy. Xe máy của bà con ở đây là không thể đi lên được cái con đường này, thế nên là tới này Thắng rất mong được rằng là nó tạnh mưa đi, nó ngớt mưa đi vài ngày để cho bà con ra làm cái đường cho nó nhanh chóng từ đây tít xuống dưới cái điểm trường kia đó, chưa kìa, cái nhà vàng kìa, rất là xa đấy các bạn, mà nó vòng đây tít sang bên này đấy, cái đường để cho bản nhà em báo này có cái con đường đẹp. Hôm nọ có một số bác bình luận là bản này thì không bằng Đán Dầu với cả thế này thế kia, nhưng mà
các bạn biết rằng là mỗi nơi nó một khác. Đấy, nó từ từ rồi nó sẽ quen, nó khác hòa nhập được hết. Đấy, tại vì là hôm đó là trưởng thôn đi bên đằng nhà vợ, không có người thì phải nhờ em Páo. Páo thì không thể đi gọi được hết tất cả các người ra được. Mà hôm đấy thì nó chỉ có 3 tấn xi thôi, nên là xuống nó chỉ cần vài người như vậy thôi là xong rồi. Nên là nó cái việc nó không quan trọng lắm. Thế nên là khi nào làm đường này thì các bạn biết được là họ có là cái tinh thần của họ có nhiệt huyết hay là có tâm để làm hay không, và họ có thích muốn làm hay không. Thì qua cái hôm làm chính thức thì các bác sẽ biết được là họ như thế nào. Còn nếu có họ cảm thấy mà họ không cần về những cái con đường này thì hay là như nào đó thì các bạn xem video các bạn sẽ biết được. Đấy, còn tất cả những cái gì đó đánh giá thì nó hơi sớm. Đây là tổng thể con đường đi xuống đây. Đấy, đi đây, cua ra kia, vòng xuống kia. Đấy, tổng cộng nó là 3 cái cua để lên được đến đây. Đấy, đường thì nó rộng khoảng hơn 1 mét. Đấy, hoặc là 1 mét để cho bà con đi lại. Đấy, và độ dày thì nó chỉ khoảng là 7 phân đến 10 phân thôi. Nó tại vì là đi xe máy chứ không phải là đi ô tô. Đường lên Đán Dầu nó cần phải tiêu chuẩn theo 15 phân trở lên để nó đi được ô tô, đi được xe cỡ lớn thì nó mới phải đổ dày. Còn bên này chỉ cần khoảng 10 phân là ok rồi, 8 phân đến 10 phân là ok để làm cái con đường này. Đấy, thì tổng thể cái con đường này nó dài theo ước tính thì nó rơi vào khoảng 300 mét. Đấy, để lên được đến cái dốc đằng sau lưng Thắng này làm đường. Nhưng mà do mấy ngày hôm nay nó đang mưa nên là vật liệu chưa chở được hết vào. Đấy, chở vào được khoảng tầm trước khoảng tầm độ 7-8 tấn xi và 5-7 xe đá thì mới bỏ ra để làm. Chứ bây giờ dưới này mới có 2 xe cát và 2 xe đá thôi. Đấy, chưa đủ để làm. Nên là hôm nào đó thì bà nó trước hết là trước khi làm ấy thì là bà trưởng thôn phải, mới cả Báo là huy động phải bảo là san cái này trước nhá. San cái này thì san bằng xong mới đổ. Nên là san bằng trước xong mới đổ ra cái nền để làm nhá. Hôm nào mà làm san ấy là phải gọi cho anh nhá. Báo anh trước để anh lên anh biết nhá. Để xem là có khoảng bao nhiêu người làm. Đấy, chắc là cả 100% ra thôi phải không? Hôm nọ trưởng thôn bảo mà. Đây đỗ này, hôm nọ em trồng ra quả đây à? Đấy, đỗ đũa. Đấy nhà theo Thắng đi quan sát rất nhiều nhà người Mông, nhưng mà duy nhất là có nhà em Báo này có được cái vườn rau cho mình. Đây nè, Thắng quay qua cho các bạn xem là nhà em Báo này biết cách là rào vườn rau. Đấy, giống như những người ở dưới xuôi. Đây nè. Đấy, và trồng các cái rau hoa màu của mình. Đấy, Báo này tiếp thu rất là nhanh. Đấy, và có thể tiếp cận được với những cái mà mới được. Đây, đỗ của em rất là sai, đậu đũa này. Đấy, bây giờ chẳng hạn mưa gió như này không thể đi lên tận trên nương trên kia để lấy rau được, mà ra ngay vườn đây. Đấy, buổi trưa đi làm về vội thì chỉ cần ra vườn đây thôi. Đấy là nhà em Báo này. Mít nó ở khu nào không nhỉ? Mít cũng ở trên này ạ. Đâu đâu? Đúng rồi, trên này cái đậu nó là che hết rồi. Đấy là mít là em trồng. Kia nhô lên kia rồi, cao thế nhỉ. Đu này tốt đấy, dài ngoằng đấy. Trồng được cả mía, trồng cho mít và trồng các ấy là biết quây vườn rau. Ngày xưa chuồng lợn ở trên này và Thắng mới vào thôi, Thắng nói thì sau em đã chuyển được xuống đây. Hiện giờ thì em đang có 6 con lợn đấy, nuôi để phát triển kinh tế. Chắc là sau khoảng 6 tháng nữa thì cái 6 con lợn này của em thì có giá trị rất là cao. Nếu mà giá lợn mà nó vẫn ổn định và nó cao như thế này thì em mới có khoảng 15-20 triệu là cái chuyện đương nhiên. Đấy, trong khoảng 6 tháng nữa. Đấy, nếu mà em mới mang cái ngô của mình mang đi bán ấy thì có thể nó sẽ không được cái giá trị như vậy. Đấy, nhưng mà lấy cái ngô để thái ra mới rau để nuôi con lợn thì chắc chắn là cái giá trị kinh tế sau từ con lợn nó sẽ cao hơn là đi bán thẳng ngô như vậy. Đó. Thôi bây giờ thì anh chào Báo nhá, chào gia đình nhá. Anh đi về đây. Thôi, không uống nước nữa. Rồi. Nhớ đó. Thôi.
anh về nhá. Ờ, đi nhá, cố gắng nhá. Thôi là em cố gắng là ở trong mấy cái hộ đấy là em phải quán xuyến chỉ đạo nhá, giúp anh nhá. Ừ, xong là quan sát xem là họ làm chuồng làm chiếc như nào, bảo họ nhá. Ờ, làm tới nơi tới chốn vào. Không là trâu bò nếu mà làm lỏng lẻo quá là không mua được đâu. Mua nuôi trâu là phải chuồng các thứ nó vào, mới cả bò vào thì nó mới đảm bảo được nhá. Chào nhá. Ờ, bye bye. Ờ. Ờ rồi. Mù chê đây. À, cuối cùng thì thắng xin kết thúc cái video của mình ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của mình trên đỉnh Lũng Cán.